Xin chào các bạn, mình là Việt FPT. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt bộ phát Wi-Fi Mercury MWR310. Đây là cài đặt theo phương thức cắm cổng WAN, tức là từ modem chính các bạn nối dây LAN đến và cắm vào cổng WAN. Sau đó chúng ta phát ra Wi-Fi để sử dụng tiếp cái bộ phát mới. Thì nguyên tắc chung thì chúng ta có 3 bước cài đặt. Bước thứ nhất là kết nối thiết bị, sau đó đăng nhập. Sau khi đăng nhập được thì chúng ta vào để đổi tên path wifi. Bước cuối cùng thì chúng ta sẽ đổi IP để tránh xung đột. Chúng ta bắt đầu đi vào bước đầu tiên nhé. Chúng ta kết nối thiết bị và đăng nhập. Thì mình thì đã kết nối bằng máy tính bàn. Đây là mình đang cắm từ máy tính bàn vào cái bộ phát mà mình muốn cài đặt. Bây giờ mình sẽ đăng nhập nhé. Sau đầu tiên chúng ta bật trình duyệt web, mình đang dùng Google Chrome. Sau đó chúng ta gõ địa chỉ 192.168.1.1. Và bản này thì chúng ta sẽ đăng nhập bằng admin. Mật khẩu cũng là admin. Đăng nhập. Sau khi đăng nhập thì chúng ta vào trong giao diện. Chúng ta vào bước này để bắt đầu đổi mật khẩu. Đây, chúng ta ấn vào dòng thứ 1, 2, 3, 4, 5. Dòng thứ 5 từ trên xuống, sau đó nó sổ ra các cái mục con thì chúng ta ấn vào cái mục này. Đây là tên Wi-Fi. Mình để là Việt FPT tầng 3 nên là mình để số 3. Rồi, sau khi đổi tên xong, chúng ta ấn vào đây để đồng ý. Ấn vào đây để đồng ý đổi tên, lại nó sẽ load lại. Nếu mà bạn dùng kết nối bằng điện laptop hay là điện thoại qua wifi, mỗi lần đổi tên này thì cái thiết bị của bạn nó sẽ bị out ra nhé. Bạn phải kết nối lại với tên mới để cài. Còn đây mình đang cắm dây thì mình sẽ đổi tiếp luôn. Đây, tiếp theo ngay dòng bên dưới của cái mục con từ bên dưới là để đổi mật khẩu. Mặc định thì nó sẽ để cái mục trên cùng là không có mật khẩu. Mình ấn xuống dưới đây để điền mật khẩu. Tạm thời mình để 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 cho dễ. Còn các bạn đặt tùy lớn hoặc bằng 8 ký tự. Đây này, nó có hướng dẫn là nó bằng 8 ký tự, 8 đến 63 ký tự. Sau khi đổi xong cái tên mật khẩu wifi này thì chúng ta lại ấn xuống dưới đồng ý, nút bên tay trái nhé. Ấn đây đồng ý, hiện lên hỏi ok, ấn ok. Bước tiếp theo trong dẫn nữa là chúng ta sẽ cuối cùng nữa là chúng ta đổi IP để tránh xung đột. Thì mặc định thì các bộ phát nó đều để là 192.168.1.1 như này này. Đấy, thì chúng ta phải đổi đi để tránh xung đột với các bộ chính cũng như cái bộ sau này có thể cắm thêm bộ nữa nó cũng sẽ xung đột. Đấy, thì chúng ta đổi, mình để thành 13. Thường mình cài cho khách mình đều để 13. Để đổi IP chúng ta nhớ mục 1 2 3 4 ở bên ngoài bên tay trái này, ấn vào dòng thứ tư. Trong mục thứ tư này thì có mục LAN, chúng ta đổi IP LAN. Sau đó ấn OK. Để ấn đồng ý đây. Cái modem lúc này nó sẽ yêu cầu khởi động lại. Sau khi khởi động lại thì các bạn đã thao tác thành công. Chúc các bạn may mắn nhé. Xin chào.